Dạ vâng ạ, theo yêu cầu của anh trai thì thỉnh em mình có em Kia Carens tầm giá tiền từ dưới 200 nha. Thì em xe này là đời 2010, phun xăng điện tử, máy 1.6, số gầm máy, số em cực kỳ, form dáng là đẹp nè, mâm nhìn cũng lạ hơn ta, mâm 5 cánh ngôi sao nha, nhìn dễ thương ha, 4 hắn đĩa, lớp vỏ còn gì cui luôn, đó. Rất là đẹp nha anh chị nha. Đó. Kính nè, ship ra ship vô, ok chưa? Nút sơn si thì đã tuyệt vời rồi, xe này là bao cam kết với anh chị, nút sơn cực đẹp nha. Về phần dàn ghế, bước vào là dàn ghế này thơm phức rồi, không biết xịt cái gì vô đây mà sao thơm dữ. Đó, ghế da màu nâu rất là sang, nhìn cứng xe, xe cũng có trang bị cái màn hình rồi, cũng có cái ngày giờ trên xe, vô lăng là 4 chấu nè, Kia nè, trần lợp 5D, ok chưa, xe này bên em bữa giờ, hèn gì cái cục thơm cái cục này nè anh chị ơi, nãy giờ không biết, thơm ghê luôn nha, bước vô thơm cực kỳ luôn. Anh em nào muốn ngửi cái người thơm này ha, ghé cửa hàng em nha, thì mua cái xe này luôn về thơm phức trọn đời. Đó, cái giá xe em này muốn chào bán với anh chị em mình nè, là chỉ là 186 triệu thôi nha, 186 triệu là có em Kia Carens máy xăng đời 2010, xe số gầm máy số em du. Còn anh em nào mà không đủ điều kiện, tiền ít hơn chút xíu, thích xe Nhật thì lựa chọn Jolly là hợp lý luôn. Jolly bên mình còn hai xe nè, 205 nè, bánh treo bản đủ, xe cực kỳ đẹp, dàn ghế nỉ rin luôn, 4 mâm lớp vỏ cũng là 50 ngôi sao 5 cánh đó. Nhưng mà ngôi sao này là nhỏ hơn ngôi sao ở bên Kia Carens. Đó, nó vẫn đẹp ha. Thì em xe này bên mình đang muốn bán với giá tiền là 125 triệu, còn bớt cho anh em mình lấy lọc đầu năm. Đó, hai dàn lạnh, nguyên dàn ghế nỉ rin, vô lăng cũng vẫn là vô lăng 4 chấu giống như là Carens luôn. Nhưng mà em xe đời hấp hơn, đời 205. Nhưng mà cái máy là cực kỳ êm nha, cái máy chạy mạnh hơn Carens luôn nha anh chị. Bao với anh chị dùng Jolly cái máy nó mạnh cực kỳ, nhưng mà cái xăng thì lại hao hơn tí nha. Xăng thì xe này tầm khoảng 9 lít, phun xăng điện tử 9 lít ha. Còn Carens thì chạy tầm khoảng 8 lít thôi. Đó, tên xe thì ai đứa quên gói thuốc, là anh em nào mua anh tặng gói thuốc Z này về sử dụng luôn. Đó, nói là hình làm nha, chứ phải hình nói tào lao nha, nói là phải có. Còn anh em nào muốn yêu dòng Innova form mới giá tiền rẻ dòng gì thì liên hệ em qua em này. Đó, em này hiện bán có 190 triệu thôi, đời 2007 5G. Đó. Còn anh em nào muốn yêu dòng Innova G thì liên hệ em ngay em xe này, đời 2009 bản G luôn. Form dáng đẹp tuyệt vời luôn nha anh chị nha. Ok chưa? Đời 2009 bản G nè. Đó, G thì tất nhiên nó phải đẹp rồi. Dòng G xe gia đình mà. Em mở vào phần nội thất cho anh chị em mình xem luôn nè. Vô lăng 4 chấu cực kỳ sang trọng nè. Đó. Trang bị màn hình rin. Xe này thì có túi khí ABS nè, đầy đủ hết hai túi khí. Hệ thống thắng ABS, trần rin nó sẽ có đồ mở kính thế này của dòng G ha, hai dùng lạnh luôn. Đó, ok chưa? Logo tem bọng nè, đời 2008 nè anh chị ha, 2008 nhầm, 2009 nè, 2008G ha. Đó, xe thì form này là quá đẹp rồi, form này form mới ha, đời cuối 2008 là form mới rồi. Đó, xe thì nó quá đẹp, mình bán là 255 ha. Anh em nào thấy thích thì cứ liên hệ cho Thịnh mình. Thì cái giá mình muốn bán em xe này là 255 triệu, còn bớt chút đỉnh cho anh em lấy lọc ha. Đó, còn anh em nào không đủ điều kiện, thích em 7 chỗ mà giá tốt chút xíu thì liên hệ em qua em xe này Jolly 202. Đó, giá cực kỳ rẻ luôn. Máy máy xăng 2 chỗ 7 chỗ ngồi, 2 dàn lạnh luôn. Giá mình bán chỉ là 78 triệu thôi. Chỉ 78 triệu này mình có em Jolly, xe của Nhật chạy cực kỳ bền luôn ha. Giá tiền thấp 7 mấy triệu là có rồi. Còn anh em nào mà sợ hao xăng tiết kiệm thì mua em xe này máy dầu ha, máy Isuzu luôn, hiệu GD Trung Quốc, nhưng mà máy là máy Isuzu của Nhật nha. Máy số gầm êm, biển số đẹp luôn, 9789 nè. Thì giá mình bán em xe này cũng rẻ thôi, mình bán 88 triệu ha, chỉ 88 triệu là anh em có rồi. Đợi em tí xíu em đi ra đây em quay cho anh em mình xem. Đó, xe này thì mặt cái đăng trước nhìn rất là đẹp ha anh chị ha, 88 triệu xe mình mới quay rồi. Còn xe này là form 2015, 2007 luôn, nâng form 2015 ha. Xe này mình bán giá tiền là 190 triệu luôn nè anh chị. Đó, anh em nào thấy thích thì cứ liên hệ cho Thịnh mình ha. Đó, bảy chỗ bên mình cũng còn nhiều, ở đây với bảy dưới kia nữa thì cũng còn nhiều xe lắm. Anh em nào thấy thích thì cứ liên hệ cho Thịnh. Thịnh ở Bến Tre nha. Thì bên mình cũng có mua bán giao lưu trao đổi với anh em nè. Anh em nào thấy thích thì cứ liên hệ em. Em cảm ơn, xin chào nha. Chúc anh em mình buổi tối live vui vẻ nè.